Hải Đăng xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần hai khúc G4 LH 1002 MSH và Daiwa. Một 002 tương đương 3 m các bạn. Do Daiwa Việt Nam nhập khẩu đây, tem của Daiwa Việt Nam đấy. Bát thường các bạn. Quen hai chân rất khỏe. Bao bị cần đây. Đây qua. Bảy khoen dẫn cước và cả đầu alo kích thước chiều dài 3 m. Tải trì từ 40 đến 60 gram. Linh đây là tải dây đấy, chịu lực 30 bar. Chiều dài 3 m. Đem cảnh báo. Đây là khuyên nó bắt thường. Không phải Fuji. Chuôi cần đây ạ. Nó bằng gỗ. Cán gỗ. Gỗ nhẹ. Bali các bạn, ngọn Bali nhìn thương. Cần rỗng các bạn nhé. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn cần G4 của Daiwa, chiều dài 3 m. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Phát Sinh.